Ra mắt dự án Bao Rivat Nha Trang của chúng tôi sẽ chính thức bắt đầu. Và tất cả chúng ta sẽ cùng đếm ngược để lễ ra mắt dự án sẽ được chính thức bắt đầu. Hãy đếm cùng với chúng tôi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu! Put your hands up for Joe.
Và thưa quý vị, tất cả chúng ta sẽ cùng dành những tràng pháo tay thật lớn để cùng với chúng tôi chào đón ông Nguyễn Thanh Trường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Biên nhiệt đới Nha Trang, chủ đầu tư dự án bầu Rivat Nha Trang. Và đặc biệt lúc này tất cả chúng ta sẽ cùng hướng tập trung về phía cuối khán phòng thưa quý vị, để cùng chào đón sự hiện diện xuất hiện của mô hình dự án bầu Rivat Nha Trang. Hãy cùng đếm ngược với chúng tôi. 5, 4, 3, 2, 1, xin mời! Chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn cho sự xuất hiện đầy ấn tượng của mô hình dự án bầu Rivat Nha Trang. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Thanh Trường. Và kính thưa quý vị, cùng với những giây phút tuyệt vời vừa rồi, đó chính là lời chào nồng nhiệt nhất của chúng tôi. Chúng tôi xin được nồng nhiệt chào đón tất cả quý vị đã có mặt tại đây trong buổi sáng ngày hôm nay để quý vị sẽ cùng với chúng tôi tham dự vào lễ ra mắt dự án bầu Rivat Nha Trang. Một lần nữa chúng tôi xin được nồng nhiệt chào đón tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, lời trước tiên cho phép Danh Tùng xin được thay mặt cho những người thực hiện chương trình này cũng như là chủ đầu tư của dự án. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều bởi vì quý vị đã dành thời gian quý báu trong buổi sáng cuối tuần tuyệt vời thế này để đến tham dự vào sự kiện đầy ý nghĩa của chúng tôi. Xin kính chúc quý vị cùng với gia đình luôn dồi dào sức khỏe và đặc biệt chúc quý vị sẽ có thể được thật nhiều những may mắn và đặc biệt có những giây phút ý nghĩa trong buổi sáng ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, như chúng ta đã biết thì dự án bầu Rivat Nha Trang được tọa lạc tại số 40 đường Trần Phú, thành phố Nha Trang. Và đây rõ ràng là một cung đường ven biển đẹp nhất của Việt Nam. Đây cũng chính là trục đường du lịch sôi động nhất của thành phố Nha Trang tươi đẹp. Bầu Rivat Nha Trang có hướng nhìn trực diện ra biển như một viên ngọc sáng giữa lòng thành phố biển. Kính thưa quý vị, với sự yêu mến và niềm tin của quý đối tác, quý khách hàng đã dành cho dự án bầu Rivat Nha Trang của chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Đây chính là động lực lớn nhất cho chúng tôi trong quá trình phát triển dự án của mình. Để đánh dấu cột mốc quan trọng của dự án, chúng tôi ngày hôm nay đã tổ chức và thực hiện buổi lễ ra mắt này. Đến tham dự buổi lễ ngày hôm nay ngay sau đây, cho phép Danh Tùng xin được thay mặt những người thực hiện chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu tới quý vị sự hiện diện của các quý vị khách quý đồng hành và tham dự cùng với buổi lễ của chúng ta. Về phía chủ đầu tư của dự án bầu Rivat Nha Trang, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Miền nhiệt đới Nha Trang, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu tới quý vị sự hiện diện của ông Nguyễn Thanh Trường, Phó Tổng Giám đốc. Và tiếp theo chúng ta hãy cùng dành thêm những tràng pháo tay nồng nhiệt nữa để cùng với chúng tôi chào đón sự hiện diện của ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Tổng Giám đốc. Chúng tôi cũng xin được nồng nhiệt chào đón sự góp mặt của các giám đốc, phó giám đốc, trưởng các phòng ban của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Miền nhiệt đới Nha Trang. Kính thưa quý vị, về phía Ngân hàng Hợp tác Chiến lược với dự án bầu Rivat Nha Trang, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu tới quý vị sự hiện diện của ông Nguyễn Quang Huy, giám đốc Ngân hàng SHB chi nhánh Khánh Hòa. Về phía đơn vị tư vấn và phát triển khu trung tâm thương mại của dự án bầu Rivat Nha Trang, ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu tới quý vị sự hiện diện của ông David Murray Jackson, Tổng Giám đốc Công ty Colliers Việt Nam. I would like to present Mr. David Murray Jackson, General Director of Colliers Việt Nam. Và tiếp theo chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông James Hilson, Giám đốc Phát triển Kinh doanh Colliers Việt Nam. I would like to present Mr. James Hilson, Business Development Manager of Colliers Việt Nam. Về phía đơn vị phân phối dự án bầu Rivat Nha Trang, chúng ta sẽ cùng dành tiếp những tràng pháo tay nồng nhiệt nữa để cùng với chúng tôi chào đón sự hiện diện của ông Ngan Quốc Phong, giám đốc công ty Metroworld. Và tiếp theo chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu tới quý vị sự hiện diện của bà Đào Thị Mỹ Linh, giám đốc công ty Green Hill. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Hồng Thịnh, tổng giám đốc công ty Emland Việt Nam.
Chúng tôi cũng xin được chào đón sự góp mặt của các nhà thầu, quý khách hàng, các cơ quan, báo đài đã đến đưa tin và tham gia vào sự kiện ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin và sự chia sẻ tiếp theo của chúng tôi ngay sau đây. Với sứ mệnh là biểu tượng kiến trúc của thành phố Nha Trang trong tương lai, Bao Rivet Nha Trang được thay đổi diện mạo, hình dáng và công năng của mình qua cuộc thi thiết kế kiến trúc quốc tế. Quý vị thân mến, Bao Rivet Nha Trang được thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi chú trọng đến việc phát triển bền vững với một khu phức hợp bao gồm khách sạn, căn hộ condotel và trung tâm thương mại với đầy đủ các tiện ích. Mong muốn phát triển dự án Bao Rivet Nha Trang thành một nơi đẳng cấp theo tiêu chuẩn nghỉ dưỡng 5 sao quốc tế và tăng khả năng sinh lợi nhuận cao nhất cho khách hàng, những người sở hữu căn hộ condotel Bao Rivet Nha Trang. Chủ đầu tư dự án đã ký hợp đồng với tập đoàn quản lý danh tiếng lừng danh trên thế giới, Wyndham Hotel Group, Hoa Kỳ. Và ngay sau đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Thanh Trường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Miền Nhiệt đới, chủ đầu tư dự án Bao Rivet Nha Trang, sẽ lên sân khấu để có những lời chia sẻ đầu tiên gửi tới tất cả quý vị. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, lời đầu tiên thay mặt công ty trách nhiệm hữu hạn Miền Nhiệt đới Nha Trang, tôi xin gửi lời chào mừng và lời chúc sức khỏe đến quý vị đại biểu, quý vị khách quý. Xin trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của các cơ quan, ban ngành, trung ương, tỉnh Khánh Hòa, các đối tác tư vấn, thiết kế, thi công, giám sát, nhà thầu và toàn thể cán bộ, nhân viên, công ty đã nỗ lực đồng lòng để ngày hôm nay chúng ta cùng nhau hân hoan chào đón sự ra mắt kiệt tác khách sạn Bao Rivet Nha Trang. Kính thưa quý vị, tỉnh Khánh Hòa là địa phương có một vị trí đặc biệt khi sở hữu vịnh Nha Trang, cảng và sân bay Cam Ranh, đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong, có đầy đủ các tuyến giao thông quan trọng, hàng không, đường thủy, đường bộ và đường sắt. Hiện Khánh Hòa là tỉnh có mức thu nhập bình quân đầu người nằm trong top 5 của cả nước. An ninh tốt, môi trường thân thiện, Nha Trang được biết đến là thủ đô mùa hè của Việt Nam và được sở hữu một trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới, là sự lựa chọn hàng đầu của du khách trong và ngoài nước. Khi nghĩ đến du lịch biển tại Việt Nam, năm 2016, Nha Trang đón lượng khách lưu trú 4,5 triệu lượt, với thời gian lưu trú là 3,5 lượt một ngày, 3,5 ngày một lượt, cao nhất so với các điểm du lịch trên cả nước. Kính thưa quý vị, trong quá trình tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Khánh Hòa, chúng tôi thật sự may mắn khi được hợp tác với tổng công ty Khatoco để triển khai dự án có vị trí đắc địa và lịch sử hiếm có, hội tụ đầy đủ những yếu tố tuyệt vời để xây dựng một tổ hợp khách sạn 5 sao đẳng cấp quốc tế. Để xứng tầm với vị trí độc tôn của dự án, chúng tôi đã tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam một cuộc thi thiết kế kiến trúc với quy mô quốc tế để lựa chọn một mẫu thiết kế hoàn hảo nhất dành tặng cho những chủ nhân chân quý đang hiện diện tại nơi đây. Chung kết, Con Architect được lựa chọn là đơn vị thắng cuộc với thiết kế độc đáo 100% các căn hộ hướng biển. Đồng hành cùng Con là những đối tác thi công, quản lý, tư vấn, giám sát đến những đơn vị uy tín có những công trình tiêu biểu trên thế giới như Arup, Indochine, CBC, Architect. Chúng tôi cũng vô cùng tự hào khi được đồng hành cùng tập đoàn quản lý chuỗi khách sạn hàng đầu thế giới Wyndham chọn làm đối tác sau 3 năm đàm phán với những yêu cầu ngặt nghèo về thiết kế, xây dựng, quản lý. Với quy mô 2.000 phòng khách sạn hạng sang cùng 30.000 mét vuông khối đá mà tương lai sẽ hội tụ về đây, những thương hiệu thời trang, ẩm thực, vui chơi, giải trí đẳng cấp thế giới sẽ đưa Bao Rivet Nha Trang trở thành nơi sang trọng và sầm uất bậc nhất mà bất cứ du khách nào cũng ước ao trải nghiệm. Bao Rivet Nha Trang xứng đáng trở thành biểu tượng mới của Nha Trang trong tương lai gần đây. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin cam kết sẽ ưu tiên tối đa và tập trung mọi nguồn lực để triển khai và hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình theo cam kết với đối tác Wyndham và quý khách hàng. Nhân dịp này, tôi đề nghị các đơn vị tư vấn thiết kế, quản lý dự án và nhà thầu thi công hãy lựa chọn những con người ưu tú nhất, tập hợp các trang bị, thiết bị, máy móc hiện đại nhất, xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết nhất với một tinh thần quyết liệt, nói đi đôi với làm, để có thể hoàn thành công trình với chất lượng cao nhất,
đúng tiến độ, kịp thời đưa công trình khai thác phục vụ du khách Nha Trang đến Nha Trang vào cuối năm 2019. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố lễ ra mắt chính thức dự án khách sạn Bow River Nha Trang. Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe các quý vị, khách quý, các cơ quan thông tấn, báo chí và truyền hình ở Trung ương và địa phương đã có mặt tại buổi lễ ra mắt dự án của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc cho những quý nhân tương lai của Bow River Nha Trang lựa chọn cho mình những tuyệt phẩm ưng ý nhất. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, và chúng tôi một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Thanh Trường với những chia sẻ rất hữu ích vừa rồi để gửi tới tất cả quý vị. Và kính thưa quý vị, ngay sau đây thì tất cả chúng ta sẽ cùng nhau dành đôi chút thời gian để cùng với chúng tôi theo dõi một clip tổng quan về dự án Bow River Nha Trang. Xin mời quý vị. A new day begins when the first dawn light shines along the coastline. The silvery waves lap against the white sand. The cool ocean breeze gently blows in the wind. As such, nothing is better than a bird's eye view of Nha Trang Bay, one of the world's 29 most beautiful ones. Regardless of either human being's place or age, they have never failed to leave their spectacular imprints and everlasting values which stand the test of time, its architecture. Nha Trang Tropicana, aspiring to bring high-class lifestyle to Nha Trang, has come into existence by Nha Trang Bay, a masterpiece that Mother Nature has endowed on this land of sunshine, blue sea, and white sand. Nha Trang Tropicana is located at 40 Tran Phu Street, Nha Trang City, the most beautiful coastline boulevard in Vietnam. If Nha Trang is called the summer capital, then Nha Trang Tropicana's location is the most strategic, the golden land of that capital. In 1942, French colonists started construction of a high-class hotel named Beau Rivage, exclusively for the French citizens and the Indochina Governor General. Beau Rivage was the most crowded and luxurious place back then, on the same par with today's international standard five-star hotel. Later on, Beau Rivage was renamed as Hai Yin and rated three-star. Throughout the ups and downs in history and continuous renovation, Hai Yin Hotel has been the destination for international as well as domestic delegations, worldly famous politicians, head of states, and artists. Particularly, former Party General Secretary Do Moi, former Party General Secretary Ngom Duc Man, all visited and stayed here. Following the country's international integration and development, as well as the strategic vision on the marine economy, the People's Committee of Khan Hoa Province officially handed over nearly 11,000 square meters of land of Hai Yin Hotel to Nha Trang Tropicana Limited Company to implement Nha Trang Tropicana Complex project. Both the leaders of Nha Trang City and Khan Hoa Province and the project owners aspire to turn Nha Trang Bay into an unforgettable destination to friends from far and afield. Therefore, Nha Trang Tropicana Company is even more determined to realize the dream of building up new tourism icon located at one of the world's 29 most beautiful bays. After the first stage of concept formation, Nha Trang Tropicana Company decided to organize the very first ever international architectural competition in Vietnam with total prize of over $1 million. Nha Trang Tropicana Company, the project owner, did not hesitate to invite top-notch architectural professors with years of experience in the field to share the knowledge in the architectural conference with a view to facilitating the competition. The conference has helped to provide valuable experience, precious knowledge to contribute to the new icon of Nha Trang City in the foreseeable future. The international design competition themed Nha Trang Bay View Right From Your Balcony received proposals from five famous architecture firms: Aedas, Korn Architects, CPG, R Design, and Clark & Associates. These firms have done many contemporary architectural constructions such as Changi Airport, Singapore, Marina Bay Sands, Singapore, Beijing National Stadium, the Bird's Nest Stadium, China, the Opera House, Sydney, Australia. The panelists include well-known professors from universities around the world, such as Kobe University, Japan, Frank Lloyd Wright, Arizona, USA. In addition,
there are leading professors from Ho Chi Minh City University of Architecture, particularly Mr. Paul Stahl from Germany, the manager of Furama Hong Kong, also the founder of the World Heritage Road. The winners of the competition are Korn Architects, Germany, in charge of design, Arup, England, in charge for structural design, JBA, M&E, Australia, and Halo, USA, in charge of interior design. The Natrang Tropicana project was kicked off at the end of 2016. Natrang Tropicana aims to go beyond its 5-star rating. It aims to become a place not to be missed for everyone visiting Natrang. The project's official name is the Complex of Shopping Mall, Entertainment, Recreation, Apartment, and 5-star Hotel. Thus, it can fully satisfy customers' needs with a 120-meter infinity pool along the sea coast, entertainment areas, restaurants, auditorium, music stage, VIP bar, sky bar, wellness spa, etc. The complex is set to please all guests, even the most demanding ones. Natrang Tropicana stands out thanks to its innovative design. The buildings are designed in harmony with the nature as they receive the fresh air from the outside, as well as they have the capacity to minimize the greenhouse effects. At Natrang Tropicana, the most advanced technologies of operation and transport are applied for the most comfort and convenience of our guests. To best serve our guests, the Natrang Tropicana has selected Wyndham Hotel Group as management and operation partner for the whole complex. Wyndham Hotel Group is the world's largest hotel corporation based on number of hotels. As both a leading hotel brand franchisor and hotel management services provider, the company's global portfolio consists of approximately 8,000 properties and over 697,600 rooms in 77 countries. Wyndham Hotel Group holds more than 30 famous brands and have one of the most profitable portfolios in the world. In early August, the Wyndham Hotel Group reported Q2 2017 sales of $1.5 billion, up 5% from the previous year. Natrang Tropicana complex of shopping mall, entertainment, vacation apartment, 5-star hotel covers an area of over 11,000 square meters with 2 towers, 1 basement, and 5 floors for commercial purposes. We promise to provide you with an astonishing experience. Natrang Tropicana is where you experience the essence of the summer capital in Natrang City. Tropicana, Natrang Bay View, right from your balcony. Vâng, thưa toàn thể quý vị, chắc hẳn là qua clip ngắn vừa rồi thì tất cả chúng ta đã phần nào có thể hiểu được về sự đẳng cấp, tiện ích cũng như là những điều tuyệt vời mà dự án Baurivat Nha Trang sẽ mang lại cho tất cả quý vị. Có một điều nữa mà chúng tôi cũng rất muốn được chia sẻ và nhận được sự chứng kiến của tất cả quý vị nhân sự kiện buổi sáng ngày hôm nay là, thưa quý vị, song hành với dự án Baurivat Nha Trang, chúng ta không thể thiếu được đối tác, ngân hàng, đơn vị đồng hành cùng với chiến lược của dự án. Và ngay sau đây, tất cả chúng ta sẽ cùng đến với lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa ngân hàng SHB và công ty trách nhiệm hữu hạn Miền Nhiệt đới Nha Trang, chủ đầu tư dự án Baurivat Nha Trang. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Thanh Trường, Phó Tổng Giám đốc công ty Miền Nhiệt đới Nha Trang. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc ngân hàng SHB chi nhánh Khánh Hòa sẽ thực hiện nghi thức ký kết hợp tác chiến lược. Kính mời hai ông. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, ngay sau đây tất cả chúng ta sẽ cùng chứng kiến nghi thức ký kết hợp tác chiến lược giữa ngân hàng SHB và công ty trách nhiệm hữu hạn Miền Nhiệt đới Nha Trang, chủ đầu tư dự án Baurivat Nha Trang, được xem là cái bắt tay chiến lược mang đến những giá trị lớn cho dự án Baurivat Nha Trang. Một cột mốc lớn đầy hứa hẹn giữa ngân hàng uy tín tại Việt Nam cùng với một trong những đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bất động sản hàng đầu hiện nay với những bước tiến ngày càng lớn mạnh hơn. Vâng, và tất cả chúng ta hãy cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho lễ ký kết hợp tác chiến lược đã diễn ra và thành công tốt đẹp.
Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Thanh Trường và xin mời ông Nguyễn Quang Huy sẽ đón lại sân khấu ạ, để chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ tiếp theo của đại diện ngân hàng SHB chi nhánh Khánh Hòa. Xin kính mời ông. Và một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Thanh Trường. Kính thưa ban lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn miền nhiệt đới Nha Trang cùng toàn thể các vị quý khách. Lời đầu tiên xin thay mặt cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB, tôi xin gửi lời chào, lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên công ty miền nhiệt đới Nha Trang cùng toàn thể các quý ông, quý bà, các quan khách có mặt tại ngày hôm nay. Kính thưa các quan khách, kính thưa các anh chị, trải qua 23 năm xây dựng và phát triển với tôn chỉ hoạt động đối tác tin cậy, giải pháp phù hợp, SHB đến ngày hôm nay đã từng bước chiếm lĩnh thị trường và trở thành một định chế tài chính có quy mô lớn, nằm trong top 5 các ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam với gần 7.000 cán bộ nhân viên, mạng lưới gần 500 điểm giao dịch tại Việt Nam, Lào, Campuchia. SHB đang phục vụ gần 4 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp với tổng tài sản là gần 270.000 tỷ. SHB đạt mục tiêu phấn đấu trở thành ngân hàng bán lẻ đa năng hàng đầu Việt Nam và đến năm 2020 trở thành tập đoàn tài chính mạnh theo tiêu chuẩn quốc tế. Với những thành tích đã đạt được, SHB đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì và nhiều giải thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, của các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế như top 10 các ngân hàng uy tín nhất Việt Nam, top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2016. Trong đó SHB là ngân hàng có tỷ lệ giá trị thương hiệu trên giá trị tài sản cao nhất trong 10 ngân hàng được đánh giá ngân hàng tài trợ dự án tốt nhất Việt Nam, v.v. Cùng với xu hướng phát triển của thị trường bất động sản, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của các dự án bất động sản như hiện nay, SHB đã và đang rất chú trọng vào hoạt động tài trợ vốn cho các chủ đầu tư bất động sản, xây dựng các dự án uy tín và đồng thời ban hành nhiều chính sách ưu đãi hỗ trợ khách hàng cá nhân vay vốn mua căn hộ chung cư, căn hộ du lịch. SHB đã và đang là ngân hàng đồng hành với rất nhiều các dự án tiêu biểu trên thị trường hiện nay như là Coco Bay, tổ hợp du lịch giải trí đẳng cấp bậc nhất Đông Nam Á, nhóm các dự án của tập đoàn Vingroup, nhóm các dự án của tập đoàn Tân Hoàng Minh và hàng chục các dự án lớn nhỏ khác tại các vị trí đắc địa trên toàn quốc. Bầu Revay Nha Trang là dự án Condotel với vị trí vàng độc tôn và đẹp nhất trên cung đường biển Nha Trang. Với kinh nghiệm tài trợ các tổ hợp dự án lớn, SHB đánh giá đây là dự án rất khả thi, tụ hợp đầy đủ điều kiện đáp ứng các nhu cầu của các đối tượng khách đầu tư bất động sản trên địa bàn Nha Trang hiện nay. Với tư cách là ngân hàng đồng hành cùng dự án, chúng tôi đã cùng phối hợp với chủ đầu tư nghiên cứu và đưa ra những chính sách ưu đãi nhất, thuận tiện nhất để hỗ trợ khách hàng cá nhân được sở hữu căn hộ tại dự án một cách dễ dàng nhất. Tiêu biểu như sau, các gói lãi suất linh hoạt với mức lãi suất chỉ từ 7.5% một năm, tài trợ vốn từ 70 đến 90% nhu cầu của khách hàng với hình thức vay trả góp được kéo dài lên tới 300 tháng, tương đương với 25 năm. Giảm tải tối đa cái áp lực trả nợ hàng tháng để khách hàng có thể hoàn toàn chủ động trong kế hoạch tài chính của mình. Đặc biệt, khách hàng còn được ân hạn nợ gốc tối đa trong vòng 12 tháng. Thủ tục hồ sơ đơn giản, thời gian xử lý nhanh chóng. Đặc biệt, SHB đã bố trí riêng một đội ngũ cán bộ chuyên trách để phục vụ các khách hàng có nhu cầu vay vốn mua căn hộ thuộc dự án. Nhân sự nhóm chuyên trách này được tuyển chọn là những cán bộ xuất sắc nhất để có thể đảm bảo chất lượng dịch vụ cũng như thời gian xử lý hỗ trợ cho khách hàng tại SHB. Và còn rất nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn khác mà đội ngũ cán bộ của SHB mong muốn sẵn lòng được tư vấn trực tiếp cho quý khách hàng. Với một đội ngũ nhân sự nhiệt huyết đã có nhiều kinh nghiệm cho vay các dự án bất động sản, SHB tự tin sẽ phối hợp một cách chuẩn xác cùng các sàn bất động sản để mang lại những dịch vụ chuyên nghiệp, những giá trị tốt đẹp nhất đến mọi khách hàng. Một lần nữa, tôi xin trân trọng cảm ơn quý khách đã lắng nghe phần trình bày của tôi. Cuối cùng xin chúc quý khách cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Trân trọng cảm ơn. Và chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Quang Huy cũng như là sự đồng hành và hợp tác chiến lược của ngân hàng SHB dành đến với dự án Bao Rivat Nha Trang. Một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn ông. Kính thưa quý vị, tại Bao Rivat Nha Trang thì dịch vụ 5 sao cùng với những thú vui thư giãn bất tận
của quý vị sẽ được đáp ứng mọi mong muốn của khách lưu trú, lưu trú. Những tiện ích cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế tại Bảo Rivat Nha Trang bao gồm đó chính là trung tâm mua sắm với quy mô 6 tầng thưa quý vị, với nhiều cửa hàng thời trang hàng hiệu nổi tiếng trên thế giới và khu vui chơi giải trí. Ngoài ra thưa quý vị là tại Bảo Rivat Nha Trang của chúng tôi còn có các chuỗi nhà hàng mang phong cách ẩm thực của các nước trên thế giới, khu VIP Club, Sugar Bar, Sky Bar, quán cà phê, phòng trà với sức chứa thưa quý vị là lên tới 1.000 khách cùng với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp thư giãn. Tất cả những tiện ích trên đều nằm gọn trong khu trung tâm thương mại của dự án, được đảm bảo an ninh và thuận tiện tối đa cho tất cả quý vị. Để quản lý và phát triển khu trung tâm thương mại vui chơi giải trí cho dự án Bảo Rivat Nha Trang, công ty miền nhiệt đới Nha Trang đã chọn đơn vị quản lý, đó chính là công ty Colliers Việt Nam. Và ngay sau đây, chúng ta hãy cùng chứng kiến nghi thức ký kết hợp tác quản lý khu trung tâm thương mại vui chơi giải trí của dự án Bảo Rivat Nha Trang giữa công ty miền nhiệt đới Nha Trang, tức là chủ đầu tư dự án Bảo Rivat Nha Trang và công ty Colliers Việt Nam. Ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời một lần nữa lên sân khấu ông Nguyễn Thanh Trường, Phó Tổng Giám đốc công ty miền nhiệt đới Nha Trang, và chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời ông David Murray Johnson, Tổng Giám đốc công ty Colliers Việt Nam sẽ cùng tiến hành nghi thức ký kết hợp tác. And now we'd like to invite Mr. David Murray Johnson, General Director of Colliers Việt Nam, please come to stage to join the signing ceremony. Welcome, sir. Và thưa quý vị, như tất cả chúng ta đã biết thì Colliers Việt Nam là một công ty thành viên của Colliers Quốc tế, công ty hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ bất động sản với hơn 15.000 chuyên viên tại 480 văn phòng trên tổng số là 61 quốc gia, là công ty con của tập đoàn Full Service Corporation với sự hỗ trợ vững mạnh về tài chính và năng lực từ các đối tác địa phương. Colliers sẽ mang đến cho khách hàng những giải pháp bất động sản chuyên nghiệp và đáng tin cậy. Tất cả chúng ta sẽ cùng tin rằng sự kiện lễ ký kết ngày hôm nay sẽ tạo nên một dấu ấn trong thị trường bất động sản và hứa hẹn chào đón một khu trung tâm thương mại vui chơi giải trí bậc nhất tại Nha Trang. Chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để chúc mừng cho lễ ký kết đã được diễn ra và thành công tốt đẹp. Chúng tôi xin được cảm ơn ông Nguyễn Thanh Trường. Thank you, Mr. David Murray Jackson. And now please welcome Mr. David Murray Jackson to have a speech. Welcome, sir. In Vietnam, we've been here for 20 years and we've been involved in some of the biggest and best projects in Vietnam. Kính thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã có mặt tại đây ngày hôm nay, và chúng tôi ở đây và chúng tôi đã xuất hiện ở trên 20 quốc gia, và đây là một trong những dự án tuyệt vời nhất tại Việt Nam. We are extremely proud to be involved in this project. This is going to be a game changer for Nha Trang. Chúng tôi rất là tự hào được chọn là một trong những đơn vị đầu tư vào dự án này tại Nha Trang Việt Nam. This is going to change the face of Nha Trang, and we're very proud to be involved in this project. Thank you. Vâng, một lần nữa chúng tôi muốn nói rằng chúng tôi rất là tự hào được là nhà quản lý của dự án đầu tiên mà chúng tôi tự hào nhất tại Nha Trang Việt Nam. Xin cảm ơn. Beau Rivage is the name that you will respect and you'll know in Vietnam, in Nha Trang. Beau Rivage, very proud to be partner with you. Thank you. Kính thưa quý vị, Beau Rivage Nha Trang sẽ trở thành một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất tại Nha Trang Việt Nam. Thank you. Vâng, xin cảm ơn ạ. Thank you, Mr. David Murray Jackson, so much. Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn Mr. David Murray Jackson với những chia sẻ vừa rồi. Kính thưa toàn thể quý vị, như tất cả chúng ta đã biết thì dự án Bảo Rivat Nha Trang được thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, chú trọng đến phát triển bền vững. Bảo Rivat Nha Trang là một khu phức hợp bao gồm khách sạn, căn hộ du lịch và trung tâm thương mại với đầy đủ các tiện ích. Để giúp quý vị có thể hiểu rõ hơn về thông tin thị trường căn hộ du lịch tại Việt Nam,
Thì ngay sau đây một lần nữa, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng dành đôi chút thời gian và cùng với chúng tôi hướng lên màn hình để theo dõi một clip tổng quan về thị trường căn hộ du lịch. Xin mời tất cả quý vị. Ở hầu hết những địa danh du lịch nổi tiếng trên thế giới, bên cạnh hệ thống khách sạn và resort được đầu tư xây dựng, Condotel cũng là sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng không thể thiếu. Condotel, Condo Hotel là mô hình đầu tư căn hộ khách sạn rất phổ biến. Condotel giống như một khách sạn cao cấp, nhưng mỗi căn hộ tại đây có chủ sở hữu riêng. Vừa lên hẳn tiêu chuẩn của căn hộ đơn thuần, Condotel có hệ thống đặt phòng và các dịch vụ khách sạn khác như hồ bơi, câu lạc bộ sức khỏe, hộp đêm, nhà hàng, dịch vụ thư tín, dịch vụ phòng 24/24 giờ. Căn hộ khách sạn Condotel mang đến cho khách hàng cả 4 cơ hội: đầu tư, nghỉ dưỡng, cho thuê, trao đổi. Tại Mỹ, Condotel là một trong những phân khúc hấp dẫn nhất của thị trường bất động sản. Những thương hiệu lớn trong ngành kinh doanh bất động sản như Trump hay Ritz-Carlton đều xây dựng hàng loạt dự án Condotel ở các khu nghỉ dưỡng hoặc thành phố lớn. Khách hàng có thể tham gia chương trình cho thuê lại căn hộ khách sạn khi không sử dụng đến và chia sẻ lợi nhuận với đơn vị quản lý. Tỷ lệ phân chia lợi nhuận đang ở mức từ 50-70% cho chủ sở hữu. Chi phí đầu tư sở hữu căn hộ khách sạn Condotel trên thế giới tùy thuộc vào vị trí, chất lượng, thương hiệu và hệ thống tiện nghi. Chi phí có thể dao động từ 200.000 đến hàng triệu đô la Mỹ. Theo số liệu thống kê, 2% các nhà tỷ phú trên thế giới đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng Condotel. The Real Deal, thời báo bất động sản New York, Mỹ nhận định nhu cầu tận hưởng kỳ nghỉ tại những căn hộ khách sạn Condotel cao cấp ngày càng tăng cao. Trả lời trên kênh thông tin tài chính và kinh tế Bloomberg, đại diện của những tập đoàn bất động sản lớn như Starwood Capital Group, Lefrak Organization, Lodging Econometrics cũng khẳng định đầu tư sở hữu Condotel sẽ mang lại lợi ích tài chính vô cùng hấp dẫn bởi Condotel đã hội tụ tất cả các yếu tố để tạo nên giá trị gia tăng trong tương lai. Condotel được xây dựng ở những vị trí đắc địa tại các khu nghỉ dưỡng sang trọng, thiết kế ưu việt bởi những đơn vị nổi tiếng, uy tín trong lĩnh vực bất động sản, thu hút lượng khách du lịch dồi dào với giá thuê phòng và công suất phòng luôn ở mức cao. Tại Mỹ, khi một Condotel từ 4 đến 5 sao hoàn tất xây dựng và đưa vào hoạt động, giá trị sẽ tăng ít nhất là gấp đôi so với giá gốc. Sự gia tăng giá trị đó diễn ra trong vòng từ 18 tới 24 tháng. Hầu hết tất cả các dự án Condotel đều được sở hữu ở giai đoạn tiền xây dựng bởi những nhà đầu tư bất động sản thông minh. Họ hiểu rằng giá trị mà những căn hộ khách sạn Condotel đem lại cho mình sẽ lớn hơn rất nhiều so với các kênh đầu tư truyền thống khác. Kính thưa quý vị, với clip vừa rồi thì tất cả chúng ta đã có thể hiểu được về những thông tin hữu ích của thị trường căn hộ du lịch tại Việt Nam cũng như là trên thế giới. Để giúp quý vị có được những cơ hội mà ngày hôm nay chúng tôi muốn dành đến với tất cả quý vị. Và có một điều nữa mà Danh Tùng rất muốn chia sẻ với tất cả quý vị là, thưa quý vị, trong thời gian vừa qua thì căn hộ du lịch nằm trong dự án Bao Rivat Nha Trang của chúng tôi đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của các giới chuyên gia, các chủ đầu tư cũng như là các quý khách hàng. Và ngày hôm nay, chính trong sự kiện này, chúng tôi chính thức truyền thông thông tin dự án Bao Rivat Nha Trang để gửi tới tất cả quý vị. Ngay sau đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Thành Trung, đại diện truyền thông của chủ đầu tư dự án Bao Rivat Nha Trang, sẽ chia sẻ với quý vị nhiều hơn những thông tin hữu ích về dự án này của chúng tôi. Và chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để chào đón ông Nguyễn Thành Trung. Xin mời ông. Ladies and gentlemen, welcome to Bao Rivat Nha Trang. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đến với lễ ra mắt siêu phẩm tòa tháp đôi Bao Rivat Nha Trang của chúng tôi. Quý vị thân mến, lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt cho chủ đầu tư gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả quý vị đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Và xin chúc quý vị một buổi sáng tốt lành, may mắn và sẽ có cơ hội sở hữu một trong những căn hộ tuyệt vời nhất tại Nha Trang. Xin cảm ơn. Và trước khi đến với dự án này thì tôi sẽ đóng vai một người hướng dẫn viên du lịch và đưa quý vị tham quan Nha Trang và cùng xem Bao Rivat. Quý vị thân mến, Nha Trang được ví như thiên đường biển đảo với bờ biển uốn lượn và những dải cát trắng mịn, với 19 hòn đảo nằm rải rác xa gần. Hệ sinh thái
kỳ ảo và cùng điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, lịch sử văn hóa đã đem đến cho tỉnh Khánh Hòa một tiềm năng lớn để phát triển du lịch, dịch vụ. Và thưa quý vị, Khánh Hòa hiện được coi là một trong những trung tâm du lịch lớn nhất của Việt Nam. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho sự thành công của Nha Trang đã trở thành một trong 29 vịnh biển đẹp nhất thế giới, và đây là thiên đường nghỉ dưỡng. Nha Trang lọt vào top 10 điểm du lịch hàng đầu châu Á. Quý vị có thể thấy rằng trên slide của chúng tôi là thành phố ven biển với con đường Trần Phú, trung tâm của thành phố, nằm trong top 10 điểm đến du lịch hàng đầu châu Á do tạp chí uy tín của Mỹ bình chọn. Và cùng với đó, các di tích văn hóa lịch sử lâu đời trên đất liền như là những ngôi đền Chăm cổ kính hay là nhà thờ núi, quý vị có thể nhìn thấy sắc màu thời gian ở đây. Và điều mang đến cho Nha Trang sự hấp dẫn, lưu luyến đối với tất cả du khách và đặc biệt là du khách quốc tế. Vì sao Nha Trang được gọi là thiên đường du lịch vùng nhiệt đới? Bởi vì khí hậu Nha Trang tương đối ôn hòa, và quý vị có thể nhìn trên biểu đồ đo nhiệt độ của chúng tôi thì thường có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Và mùa mưa thì thường ngắn, từ khoảng giữa tháng 9 đến giữa tháng 12 dương lịch, và tập trung vào hai tháng 10 và tháng 11. Và lượng mưa thì thường chiếm trên 50% lượng mưa trong năm. Có những tháng còn lại là mùa khô, và trung bình có tới 2.600 giờ nắng. Và đặc biệt, Nha Trang chính là nơi có cái điều kiện thời tiết ấm, ôn hòa. Chính vì vậy là gia tăng du lịch rất lớn, và nhiệt độ trung bình hàng năm của Nha Trang cao khoảng 26,7 độ C. Và thưa quý vị thân mến, như chúng tôi đã khảo sát ở Nha Trang, đó là không có bất cứ một khách du lịch nào mà không thích đến với Nha Trang. Bởi vì sao? Ở đây luôn luôn có một điều kiện thời tiết ôn hòa, và giá trị mà du lịch Nha Trang mang lại là rất lớn để mang đến cho quý vị những cái điều tuyệt vời nhất. Đây là thống kê du lịch của Sở Văn hóa tỉnh Khánh Hòa tháng 9 năm 2017. Và quý vị thân mến, 4.321.000 khách du lịch thăm Nha Trang trong 9 tháng đầu năm 2017. 1.315.851 khách quốc tế đến Nha Trang trong 8 tháng đầu năm 2017, và tăng tới 66%. Đây là một con số ấn tượng đúng không ạ? 4,21 số ngày lưu trú bình quân của khách du lịch quốc tế đến Nha Trang, cao nhất cả nước. Và quý vị thử xem, điều gì đã tạo nên con số ấn tượng này? Bởi vì chúng ta có đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong, được thành lập từ năm 2006, và mục tiêu trở thành trung tâm đô thị công nghiệp, dịch vụ và du lịch của khu vực Nam Trung Bộ. Và thưa quý vị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý về chủ trương quy hoạch chung xây dựng khu vực Bắc Vân Phong thành đơn vị kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong. Đó là điều tuyệt vời của Khánh Hòa. Quý vị thân mến, những năm gần đây thì lượng khách qua cảng hàng không quốc tế Cam Ranh rất lớn, đổ về rất cao và tăng trưởng rất mạnh. Và riêng năm 2016 đã tăng tới 78%. Và 2 tháng đầu năm nay thì cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đã đón 1 triệu lượt khách và tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Và thưa quý vị, với một lượt khách lớn như vậy thì điều gì sẽ xảy ra? Đó là chúng ta thiếu nguồn cung cấp cho khách hàng về những dịch vụ, những khách sạn, những tiêu chí của chúng tôi đã mang đến. Đó là để phát triển kinh tế và du lịch của vùng thì chính phủ đầu tư mở rộng thêm nhà ga và xây thêm một đường băng mới. Chúng ta hãy chúc mừng cho điều này ạ. Ở đây chúng ta có căn cứ quân sự Cam Ranh, có vị trí chiến lược bao quát toàn bộ khu vực Biển Đông, và dự án có nhiệm vụ đón tiếp các loại tàu quân sự, tàu khách quốc tế và góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Và trước khi đến với tâm điểm phát triển Corotel, thì Nha Trang còn là một thiên đường của ẩm thực. Và nhắc đến ẩm thực thì tôi hơi đói bụng rồi, và nghĩ đến một món ăn mà chắc chắn quý vị đến với Nha Trang ai cũng nhớ, đó chính là món bún sứa. Tôi đi ăn ở miền Bắc hay ở miền Nam hay ở các thành phố khác thì không có thể nào có được cái món ẩm thực như vậy. Và ẩm thực tại Nha Trang cũng là một trong những cái yếu tố tạo nên cái sự thu hút khách du lịch đến với Nha Trang. Và đây, Nha Trang, địa điểm lý tưởng nhất để đầu tư Corotel. Có rất nhiều yếu tố và chúng tôi đã tóm gọn lại 5 yếu tố.
tạo nên sinh lợi cao của Condotel, đó là vị trí nằm tọa lạc tại vị trí trung tâm của các thành phố du lịch nổi tiếng với lượng khách quốc tế lớn hơn 1 triệu 500 khách một năm. Và công ty quản lý là trình độ quản lý và thương hiệu danh tiếng trên thế giới. Với mức cam kết lợi nhuận trên thế giới, rất hiếm sản phẩm nghỉ dưỡng có cam kết lợi nhuận. Nếu có thì chỉ ở mức 5%. Nhưng tại Borivas của chúng tôi, lợi nhuận này có thể đến 8-12%. Thời gian cam kết khoảng 2 năm và quyền lợi nghỉ dưỡng, số ngày nghỉ hàng năm và đặc biệt là quyền trao đổi kỳ nghỉ toàn cầu. Chút nữa đây tôi sẽ nói rõ hơn về quyền lợi nghỉ dưỡng cho tất cả quý vị và các bạn được nắm rõ hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng ngược dòng lịch sử để xem bề dày lịch sử của Borivas. Và bề dày lịch sử đã có 100 năm nay. Thưa quý vị, năm 1926 thì người Pháp đã cho xây dựng một khách sạn cao cấp chỉ dành riêng cho người Pháp và toàn quyền Đông Dương mang tên là Borivas. Và khách sạn Borivas đã là một nơi rất sầm uất và sang trọng thời bấy giờ và tương đương với một khách sạn 5 sao chuẩn quốc tế ngày nay. Và sau này thì Borivas đổi tên thành khách sạn Hải Yến và được đánh giá xếp hạng 3 sao. Trước đây khi mà đến với Nha Trang thì chắc chắn là quý vị và các bạn nghĩ ngay đến Hải Yến. Tôi cũng vậy và rất nhiều người bạn của tôi cũng như vậy. Nhưng sau ngày hôm nay, chắc chắn khi đến với Nha Trang thì mọi người sẽ nhắc đến Borivas. Thưa quý vị, trải qua nhiều những thăng trầm lịch sử và tiếp nhận những đổi mới không ngừng theo thời đại thì suốt chiều dài hoạt động, khách sạn Hải Yến đã là một điểm đến nơi đón tiếp nhiều đoàn khách trong và ngoài nước, đặc biệt là các chính khách nổi tiếng thế giới và các nguyên thủ quốc gia, các nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Đặc biệt hơn nữa, Nguyên Bí Thư Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh đều đã đến tham quan và nghỉ dưỡng tại đây ạ. Và đây chính là tâm điểm và là trái tim của chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi muốn truyền tải, muốn mang đến cho quý vị và các bạn, đó chính là khu phức hợp thương mại khách sạn căn hộ du lịch Borivas Nha Trang. Với tổng diện tích là 11.000 m², nằm ở 40 Trần Phú, Nha Trang, với số tầng là 40 tầng và bao gồm 6 tầng khối đế, căn Condotel 1 phòng ngủ, căn Condotel 2 phòng ngủ và căn Condotel President. Vị trí kim cương, vị trí độc tôn. Thưa quý vị, nhắc đến vị trí tôi nhớ một câu nói của một người nước ngoài rất nổi tiếng. Hiện nay ông là một trong những người nổi tiếng về bất động sản. Có 3 từ, 3 điều mà một người bất động sản quan tâm, đó là gì quý vị có biết không ạ? Đó là vị trí, vị trí và vị trí. Lúc đầu tôi đọc và tôi hiểu tại sao ông lại nhấn mạnh 3 từ vị trí. Sau khi mà tôi đã tham gia rất nhiều dự án bất động sản thì tôi mới hiểu rằng là chỉ có những vị trí đẹp nhất, vị trí đắc địa nhất mới tạo nên những dịch vụ bất động sản đặc biệt nhất và những dự án bất động sản tuyệt vời nhất, đó chính là vị trí. Và tên đầy đủ dự án là khu phức hợp thương mại khách sạn căn hộ du lịch Borivas Nha Trang. Và chủ đầu tư, mọi người thường quan tâm đến một chủ đầu tư rất uy tín, đó là công ty trách nhiệm hữu hạn miền nhiệt đới Nha Trang với tổng công ty Khatoko và công ty trách nhiệm hữu hạn Toàn Hải Nam. Quý vị thân mến, vì đây là một trong những vị trí đắc địa nên vấn đề thiết kế cũng rất là được ưu tiên. Chúng tôi đã tổ chức ra một cuộc thi quy tụ rất nhiều những đơn vị thiết kế nổi tiếng thế giới và đặc biệt đã có 5 đơn vị thiết kế đã lọt vào chung kết, đó là Adas Architect, CPG, Artisai và Clark & Associates của các quốc gia như là Anh, Đức, Úc, Singapore và Hồng Kông. Và ban giám khảo đã hội tụ các giáo sư uy tín đến từ các trường đại học danh tiếng trên thế giới như Đại học Kobe, Nhật Bản, Đại học Frank Lloyd Wright, Arizona, Mỹ, chính là cái nôi sinh ra những kiến trúc sư nổi danh trên thế giới. Và ngoài ra, còn có một vị giáo sư mà ngày hôm nay tôi rất là muốn chia sẻ. Đó là giáo sư đầu ngành của Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngài Paul Stoy, đến từ Đức và là nhà điều hành quản lý khách sạn Furama Hồng Kông, và ông là nhà sáng lập Con đường Di sản Thế giới. Và tất nhiên, một cuộc thi thì luôn luôn có người chiến thắng, nhưng tuy nhiên người chiến thắng này lại được bổ trợ của những người khác cùng tạo nên một trong những sản phẩm tuyệt vời nhất. Đó chính là Core Architect, là người chiến thắng. Vì sao chiến thắng? Họ đã đạt được những tiêu chí mong muốn của chúng tôi. Đó chính là 100% view biển, công nghệ khí tươi. Nhắc đến công nghệ khí tươi thì tôi muốn chia sẻ một chút. Đây là một công nghệ khí đắt nhất thế giới hiện nay.
Quý vị thân mến, nếu mà quý vị ở một căn nhà và một ngày nào đó quý vị đi công tác thì căn nhà đó bỏ trống đúng không ạ? Khi về thì đồ đạc ẩm ướt hay là mùi hôi ẩm ở trong cái căn nhà đó. Tuy nhiên, khi mà chúng tôi đã đưa công nghệ khí tươi vào trong những căn phòng của quý vị rồi thì quý vị có thể yên tâm rằng quý vị không ở thì căn phòng quý vị luôn luôn có được không khí chan hòa cả căn phòng, và đặc biệt rằng là sẽ không ảnh hưởng đến nội thất cũng như là tất cả những cái sản phẩm ở trong chính cái căn phòng của quý vị và các bạn. Và đặc biệt nữa, có một tiêu chí quan trọng đó chính là tiết diện hứng nắng ít hơn và tiết kiệm năng lượng. Chúng tôi có rất nhiều đối tác hàng đầu thế giới cùng phát triển dự án này, đó chính là đơn vị tư vấn kiến trúc Co-Architect, thiết kế kết cấu Arup, thiết kế M&E Indochine, thiết kế nội thất và cảnh quan CPG, tư vấn quản lý dự án Architrite, tư vấn giám sát là Core, và đó chính là những đối tác phát triển dự án của chúng tôi. Và chúng tôi tự hào mang đến đỉnh cao kiến trúc và góp phần thay đổi diện mạo thành phố Nha Trang, và hy vọng rằng Nha Trang sẽ luôn luôn là điểm đến tuyệt vời nhất của khách du lịch. Borivac Nha Trang tự hào khẳng định vị thế và là vị trí độc tôn tại cung đường biển đẹp nhất Việt Nam, và tự hào trở thành biểu tượng và điểm nhấn tại vị trí nổi bật nhất của vịnh Nha Trang, một trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới. Và chúng tôi tự hào trở thành chứng nhân lịch sử cho sự phát triển của thành phố biển Nha Trang từ quá khứ đến hiện tại và sau đó đến tương lai. Và chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ đi đầu xu thế và mang đến những giá trị tốt nhất cho những khách du lịch và tất cả những khách hàng quan tâm đến dự án Borivac. Quý vị thân mến, 100% hướng biển. Quý vị có thể tưởng tượng rằng là một ngày nào đó quý vị cùng với gia đình của mình đến với cả Borivac, quý vị mở cánh cửa ra và nhìn thấy tất cả là biển, ánh nắng mặt trời. Rất là nhiều người bạn của tôi khi đến với Nha Trang hay bất cứ một cái nơi du lịch nào tìm thấy một nơi nghỉ ngơi thì họ đều rất khó khăn trong vấn đề tìm một căn phòng có view đẹp, có view ra biển, rất khó khăn đúng không ạ? Tuy nhiên, chính thiết kế này chúng tôi đã tạo điều kiện cho chính những khách hàng đến với cả Borivac, đó chính là 100% hướng biển, và quý vị chọn bất cứ một căn hộ nào, căn phòng nào của chúng tôi cũng đều nhìn thấy ra biển. Đó là điều tuyệt vời nhất mà Co-Architect đã tạo nên và là người tuyệt đối giành chiến thắng, đúng không ạ? 100% view biển, chỉ cần mở cửa sổ ra là tất cả vịnh Nha Trang sẽ nằm gói gọn trong một ánh nhìn của quý vị và các bạn. Chúng tôi có rất nhiều tiện ích vượt trội, tiêu chuẩn 5 sao, hồ bơi vô cực dài 120m, nằm ngay ở trên tầng khối đế của chúng tôi. Khi mà quý vị có thể nhìn và tham khảo cái dự án, chúng tôi có thể thấy rằng là cái tầng khối đế có một cái bể bơi và hướng ra biển. Quý vị bơi đó nhưng vẫn nhìn ra biển và cảm giác, nếu mà vị khách nào mà ngại tắm biển thì có đến bể bơi này vẫn có thể nhìn thấy view biển đúng không ạ? Bể bơi của chúng tôi nhìn view ra biển và vịnh. Thưa quý vị, nhắc đến thiết kế thì không thể không bỏ qua được hai thiết kế rất nổi trội và đặc biệt tại Borivac. Đầu tiên là thiết kế với style của Champa. Chúng tôi đã lấy cảm hứng từ những màu sắc, vật liệu có nguồn gốc thiên nhiên và những nét văn hóa của dân tộc Cham cổ kính. Và khách sạn Borivac Nha Trang được thiết kế theo phong cách Champa sang trọng, tinh tế và cũng vô cùng hiện đại. Quý vị có thể thấy rằng là rất hài hòa trong sự thiết kế. Và toàn bộ chi tiết trang trí và đồ nội thất của khách sạn Borivac Nha Trang thì được thiết kế độc quyền. Đây là điều đặc biệt nha quý vị. Được thiết kế độc quyền và gần như là không có hàng thứ hai. Và lấy cảm hứng từ những đường nét tinh xảo của văn hóa và hiện vật tại Champa, nhưng được chúng tôi cách tân lên để cho phù hợp với căn phòng của quý vị. Quý vị có thể thấy rằng là tất cả những cái vật dụng cũng như là những cái đồ nội thất ở trong căn phòng đấy chúng tôi đều tự thiết kế, có một đơn vị thiết kế nổi tiếng. Và đây chính là cái style, chính là cái phong cách mà chúng tôi muốn truyền tải nhiều nhất trong ngày hôm nay. Phong cách này thì gần như là ai cũng yêu thích, bởi vì là đã đi biển thì tất nhiên là được ngắm biển đúng không ạ? Đó chính là phong cách hướng biển của chúng tôi. Căn hộ Codotel Borivac Nha Trang mang phong cách biển năng động và hiện đại và thời thượng, chính là không gian sống tiện nghi, hòa chung với thiên nhiên rộng mở, với lợi thế hướng biển và tầm nhìn tuyệt vời. Ngay tại trung tâm của một trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới
Và quý vị có thể thấy rằng là những cái thiết kế vô cùng thoải mái, thoáng đãng như là đưa cả cảnh quan thiên nhiên vào trong nhà của bạn vậy. Rất hài hòa đúng không ạ? Trẻ trung, hài hòa, sang trọng, lịch sự. Và đặc biệt là những nội thất trong này chúng tôi đều có một đơn vị thiết kế riêng ạ. Quý vị có thể nhìn rõ và chi tiết hơn cái phần nội thất bên trong. Ý tưởng thiết kế cũng riêng biệt, phá cách và độc đáo. Vâng, khi nhắc đến với một dự án bất động sản thì mọi người thường quan tâm đến nữa đó là tiện ích và tiện nghi. Liệu có thật sự tiện ích cho những khách hàng và những người mà mua hàng hay không đúng không ạ? Mua sản phẩm hay không? Chúng tôi có vô vàn tiện ích và tiện nghi ở trong cái dự án này. Chúng tôi có một đường hầm thông ra biển đã đưa vào sử dụng. Nếu hôm nào quý vị đến Nha Trang thì hãy tham quan đường hầm này, đi đến tận biển luôn ạ. Và Bolivar Nha Trang chính là thiên đường giải trí, mua sắm và nghỉ dưỡng. Với khu mua sắm hàng hiệu quy tụ rất nhiều những thương hiệu nổi tiếng ở 5 tầng khối đế. Quý vị có thể nhìn thấy rõ trên bản đồ của chúng tôi không ạ? Chúng tôi đã dành 5 tầng khối đế này để tạo nên điểm nhấn của dự án Bolivar để mang lại những giá trị tốt nhất, những dịch vụ tốt nhất dành cho quý vị. Có hệ thống nhà hàng hải sản hội tụ tất cả các phong cách ẩm thực trên toàn thế giới. Nhắc đến hải sản mới nhớ một câu chuyện mà trước đây bạn tôi, một người khách thôi, họ nói rằng là tôi tìm đến Nha Trang, tôi ở một khách sạn và tôi đi ăn hải sản không biết ở đâu nhỉ, gọi điện cho tôi hỏi là anh ơi hải sản ở đâu nhỉ, tôi lại phải chỉ đường. Hoặc là một người bạn tôi muốn đi spa thì họ cũng rất là mong muốn là có một nơi có thể hội tụ những điều đó. Và chính từ những cái yếu tố đấy, chính từ những điều đó đã mang lại cho chúng tôi một ý tưởng tạo nên một nơi có thể quy tụ all in one tất cả ở trong một để giúp cho những khách hàng, những vị khách du lịch đến với Nha Trang có thể tiện ích nhất và không cần phải đi đâu xa cả. Chúng tôi tạo ra 5 tầng của đế chỉ vì điều đó. Hệ thống nhà hàng hải sản tươi ngon nhất vịnh này, khu VIP Club, Cigar Bar, Sky Bar sang trọng và đẳng cấp, khu vui chơi có thưởng, khu vui chơi và hướng đạo sinh dành cho trẻ em. Và chúng tôi có một phòng trà sân khấu với sức chứa hơn 1.000 khách. Chúng tôi tạo ra điều này để quý vị khi mà tổ chức event hay tổ chức tiệc ấy, hay làm gì đó thì chúng có thể đảm bảo cho quý khách là cái lượng khách rất là tốt. Ngoài ra chúng tôi có khu tập gym, spa và còn rất là nhiều khu khác để dành cho quý vị. Đó chính là những tiện ích mà Bolivar mang lại. Thưa quý vị thân mến, với Bolivar thì tôi không nói là một dự án bất động sản nữa, mà tôi nói rằng đây là một tác phẩm nghệ thuật. Và để quản lý được một tác phẩm nghệ thuật như Bolivar Nha Trang thì cần một nhà quản lý xứng tầm thế giới, đó chính là Wyndham. Hiện nay thì Wyndham Hotel Group cũng là một trong những tập đoàn quản lý khách sạn mang đến dòng tiền lợi nhuận mạnh mẽ và bền vững cho các chủ đầu tư với hơn 8.000 khách sạn ở 77 quốc gia. Và rất là vui, đó là đầu tháng 8 năm 2017 thì Wyndham Worldwide công bố kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017 của họ với doanh thu, quý vị đoán bao nhiêu? 1,5 tỷ đô la Mỹ, tăng tới 5% so với năm trước, một con số khá ấn tượng. Công ty miền nhiệt đới Nha Trang chính thức chọn Wyndham Hotel Group trở thành đơn vị quản lý và vận hành và để đảm bảo dự án luôn hoạt động trong trạng thái tốt nhất và hoàn thiện nhất. Đây là lễ ký kết đối tác chiến lược với tập đoàn Wyndham. Quý vị thân mến, đây khi mà quý vị ký kết và trở thành một thành viên chúng tôi thì quý vị sẽ là một phần của Wyndham Destination Network và gia đình thương hiệu Wyndham Worldwide và là công ty hàng đầu trên thế giới trong việc trao đổi kỳ nghỉ với hơn 4.300 khu nghỉ dưỡng liên kết với gần 110 quốc gia. Và lý do quý vị nên đầu tư Bolivar Nha Trang đó chính là vị trí kim cương, kiến trúc độc đáo từ core, quản lý bởi Wyndham, trở thành thành viên của hệ thống ASEAN toàn cầu, giải pháp đầu tư ưu việt lợi nhuận 12% một năm, tiện ích 5 sao tiêu chuẩn quốc tế. Và đặc biệt khi quý vị quan tâm đến một dự án bất động sản thì quý vị nên mua từ những ngày đầu tiên, bởi vì quý vị sẽ có cơ hội sở hữu những căn hộ đẹp nhất, những hướng đẹp nhất và số căn hộ đẹp nhất, đúng không ạ? Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị đã cùng lắng nghe phần chia sẻ của tôi. Quý vị thân mến, vâng, quý vị thân mến, như quý vị có nhìn thấy cái dự án của chúng tôi đã thiết kế cái Bolivar này hình cánh buồm, đúng không ạ?
Lý do mà chúng tôi là hình cánh buồm bởi vì chúng tôi muốn tạo thành một con thuyền để tất cả những vị khách đang ngồi ở đây sẽ trở thành những người bạn đồng hành của chúng tôi trên con thuyền đó. Và chúng ta sẽ cùng dương buồm ra biển lớn, vượt sóng đại dương và tạo nên những thành công và giá trị tuyệt vời nhất cho Nha Trang. Và ngay bây giờ đây thì cũng là một lời cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe cái phần chia sẻ của tôi. Tôi rất muốn gửi tặng quý vị một ca khúc được mang tên Và Tôi Sẽ. Xin mời, chúng ta sẽ cùng vỗ tay với ca khúc này được không ạ? Tôi sẽ đi xuống dưới này, quý vị sẽ cùng vỗ tay nhá. Xin mời, cái tay mọi người đâu ạ? Tôi vẫn bước đi hiên ngang giữa trời, dù rằng dòng đời làm nỗi thăng trầm, mặc cho ngày tháng cứ trôi lặng lẽ, dù rằng bước chân phủ lấp bụi đường. Tôi vẫn bước đi đến tận cuối trời, băng qua bóng đêm bao tố mịt mùng, dù một ngày mới ánh dương hiện lên, chập cánh ước mơ cho tôi bay mãi. Rồi sẽ một ngày thành công nhá. Băng qua đại dương, băng qua núi đồi, băng qua rừng sâu đến những chân trời, và tôi sẽ bay cùng ước mơ, mang theo niềm tin, mang theo khát khao, mang theo tự do của trái tim mình, và tôi sẽ là chính tôi. Vâng, đó là lời bài hát chúng tôi hy vọng rằng sẽ mang những điều tuyệt vời nhất đến với Nha Trang. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả những người vị khách đã đến tham gia ngày hôm nay và đã cùng theo dõi dự án Borivat của chúng tôi. Và tôi sẽ bay cùng ước mơ, mang theo niềm tin, mang theo khát khao, mang theo tự do của trái tim mình, và tôi sẽ là chính tôi. Vâng, xin cảm ơn. Rất tuyệt vời, xin được cảm ơn anh Nguyễn Thành Trung với những giai điệu vừa rồi. Danh Tùng tin rằng tất cả chúng ta đã được tiếp thêm cảm hứng để một lát nữa thôi, quý vị sẽ trở thành những chủ nhân cực kỳ may mắn khi sở hữu những căn hộ nằm trong dự án Borivat của chúng tôi. Thưa quý vị, trước khi chúng ta đến với khoảng thời gian chính thức để quý vị tham gia vào hoạt động mua căn hộ du lịch trong dự án này, thì có một điều mà Danh Tùng rất muốn chia sẻ với tất cả quý vị ngay lúc này. Đó là ở phần cuối của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ có phần bốc thăm trúng thưởng để tìm ra chủ nhân của những món quà giá trị, thưa quý vị. Đầu tiên, đó chính là phần bốc thăm trúng thưởng dành cho những khách hàng tham dự vào sự kiện của chúng tôi. Đó là tất cả quý vị với những món quà như sau. Chúng ta có 10 giải thưởng, mỗi giải thưởng là voucher kỳ nghỉ quốc tế hệ thống Wyndham. Mỗi voucher trị giá lên tới 30 triệu đồng, thưa quý vị. Và tiếp theo, giải thưởng nằm trong phần bốc thăm này, một giải thưởng rất giá trị, đó chính là một chiếc iPhone 8. Thế còn đối với những quý vị khách hàng đã đặt mua căn hộ nằm trong dự án của chúng tôi thì sao? Quý vị sẽ có cơ hội tham gia vào phần chơi bốc thăm trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng rất tuyệt vời sau đây. Giải 3, một giải 3, một điện thoại Note 8. Giải 2, một giải 2, một điện thoại iPhone 8. Giải nhất, một điện thoại iPhone X, thưa quý vị. Và giải đặc biệt bao giờ cũng là giải rất giá trị, đó chính là giải thưởng chúng ta tìm ra chủ nhân của một chiếc Vespa năm 2017. Vậy ai trong số chúng ta, trong số quý vị ngồi đây sẽ trở thành những chủ nhân may mắn của những món quà này? Thì một lát nữa Danh Tùng cùng với tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng tham gia phần bốc thăm trúng thưởng. Còn ngay bây giờ Danh Tùng xin được thay mặt cho chủ đầu tư dự án Borivat cũng như là những quý vị thực hiện chương trình ngày hôm nay chính thức tuyên bố thời gian dành đến cho hoạt động mua căn hộ du lịch nằm trong dự án Borivat Nha Trang của chúng tôi chính thức bắt đầu. Xin chúc quý vị may mắn và trở thành chủ nhân của những căn hộ nằm trong dự án tuyệt vời này. Quý vị hãy nắm bắt cơ hội ngàn năm có một ngày hôm nay quý vị nhé. Chúc quý vị may mắn, cảm ơn quý vị rất nhiều.
S2609 có thể giới thiệu cho khách được không ạ? S2609 Metro World đang có khách, xin nhắc lại S2609 Metro World đang có khách ạ. Xin nhắc đại lý Metro World, căn S2609 hiện đang có một nhóm khách khác quan tâm ạ. Các bạn xong thủ tục thì vui lòng chuyển về cho quản lý sản phẩm để xác nhận căn ạ. Xin cảm ơn quản lý sản phẩm. Quản lý sản phẩm vui lòng cho em lên hỏi, đó là căn S0910 có thể giới thiệu được cho khách không ạ? Căn S0910 ạ, em lên có thể giới thiệu được cho khách không ạ? Quản lý sản phẩm vui lòng cho em lên hỏi lại căn S0910, em lên có thể giới thiệu được cho khách không ạ? Quản lý sản phẩm cho hỏi căn S0910. Xin lỗi, S0910 trước ạ. Quản lý sản phẩm cho em hỏi căn S2208 có thể giới thiệu cho khách không ạ? Xin hỏi xe nào ạ? Xe Metro World ạ. S2208 Metro World có thể giới thiệu cho khách ạ. Xin nhắc lại S2208 Metro World có thể giới thiệu cho khách ạ. Em cảm ơn ạ. Quản lý giao hàng cho họ cho sàn Renew hỏi S4004 có thể giới thiệu cho khách được không ạ? Một lần nữa chúng tôi xin được chúc mừng vị khách hàng đã mua căn hộ thành công tiếp theo Nguyễn Hương S2206, Trần Lương Đoan N2604 thưa quý vị. Chúng ta đã liên tục nói lời chúc mừng và lời chúc mừng này chúng tôi dành đến với vị khách có tên là Trần Ngọc Thông N3804, Nguyễn Vũ Kiên Vân N1804, Nguyễn Trung Phong S1510. Giờ thưa quý vị, đã đến lúc mà chúng ta sẽ cùng tìm ra chủ nhân của những món quà dành đến cho tất cả các vị khách tham dự. Cho những người thiện chương trình cũng như là thay mặt cho chủ dự án Bao Rivat Nha Trang, cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian đến với chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay.